Vâng, hít ca thạp ơi gì. Quân là rất đẹp dành cho thành viên bên phía TV rồi. Và liệu rằng trận đấu này có phải là sẽ là 3-2 dành cho thành viên của bên phía team TV hay không? Khóc cầm Pơ vẫn có hai voi trong trận đấu này. Pơ và AC. Và có cả hiệu, có cả hiệu đầu luôn. Còn, người ta gọi là cái gì nhỉ? Thiên thời địa lợi rồi, bây giờ chỉ còn nhân hòa thôi, đánh chuẩn bài nữa là win. AC đối đầu với chỉ là một AC Baby nữa, tôi nhớ không nhầm. Vâng, AC đối đầu với Hitty và Catalian. Quân là vâng, quân và bài như này thì thực sự là dễ đánh. Tuy nhiên là cái vấn đề rằng liệu rằng game thủ không khóc thì thi đấu như thế này, bài này như thế nào. Vâng, một trận đấu mà cửa thắng là cực kỳ sáng dành cho hai thành viên tới từ Game TV trong trận đấu thứ năm. Vâng, 15 trên 16 tham lai tới từ game thủ không được khóc tính tới thời điểm này. Đóng thêm một cái E nữa và đưa một bầy hiệu 6 con đối với phần chiếc N đầu. 16 trên 20. Một trận đấu mà rất là đơn giản thôi. Bờ chỉ cần chém phũ phàng cho AC của game thủ nó 1 có thể đánh cung là được. Nhà của game thủ nó 1 cũng không phải là một nhà thế nhà quá xấu để có thể đánh cung. Với một cánh rừng dài như này thì game thủ nó 1 hoàn toàn có thể tựa vào cánh rừng này để có thể bo bế nhà cửa của mình. Màn hình máy từ game thủ không được khóc. 18 trên 20. Đây sẽ là chiếc S đầu dành cho em trong trận đấu này. Vâng, sau khi ăn hết bây giờ sẽ đưa hai con voi về với nhà chính của mình. Trận đấu mà đồ ăn là cực kỳ cần thôi. Kích đời bằng 6 phút 51 giây với 22 nông dân Pơ. Cực kỳ phũ phàng ở đời 2 rồi. Vâng, quả có thêm con voi nữa thì em vẫn sẽ lên đời với một lực cũng không phải thực sự quá yếu. Có 7 yếu 6 con và 3 con voi. Nên là quan trọng là em cần phải đi vâng, tìm thêm một ít nhất là một 7 yếu nữa để có thể thi đấu được trong trận thi đấu này. Với 3 con voi và 7 yếu 6 con thì em sẽ lên đời với một con giò công giáp. Tuy nhiên thì nếu như không có đồ ăn thêm thì em sẽ không thể sóc được lạc đà trong trận đấu này. Trận đấu mà cuối cùng, trận đấu mà Persian đang rất nhiều đồ để lùa về. Vâng, 26 dân đến từ game thủ không được khóc và đến từ game thủ 1 và phía bên kia đó là 24 dân và 26 dân. Catalian đánh 24 dân, còn Hitty là người đánh 26 dân trong trận đấu này. Ông BL và BM thiết kế gấp rút và phía trên kia vẫn có một bầy yêu nữa dành cho game thủ không được khóc. Một trận đấu mà được quá khỏe dành cho em trong trận này. Công giáp sẽ là đầy đủ 2L vắt đều, đó là điều chắc chắn.
Vâng, nâng công và sau đấy là nâng giáp ngay. Một vài chọc chéo để cho cầu thủ No.1 đi khỏe. Khi mà nhìn thấy nhà cầu thủ No.1 cũng không phải là quá đẹp, các bạn có thể nhìn thấy rằng No.1 đang chỉ hoàn toàn dựa vào cánh rừng già này để có thể sóc quân mà thôi. À, rừng già phía dưới kia là một cánh rừng dừa, à rừng thông nữa. Đấy sẽ là chiếc nhà BL và B, chiếc nhà BA và chiếc nhà BM. 23/24, chúng ta cùng chờ đợi xem trận này Khóc sẽ đánh bài này như thế nào. Và đánh ép đời là cực kỳ mắc binh dành cho game thủ trẻ tới từ Quảng Ninh rồi. Vâng, hai lời bắt đều. Tại sao không nâng giáp nhỉ? Tôi đang hơi khó hiểu một chút là tại sao không nâng giáp trong tình huống này. Vâng, hai. Đây là tên của lạc đà thứ hai tới từ game thủ không được khóc. Một pha chém chéo đến từ em. Nhưng bây giờ thì game thủ vô thường đã khung nha. M5 khung nhà và là người cầm hit đi. Vẫn là hai lạc đà bắt đều. Chúng ta cùng chờ đợi xem Truy Mệnh có thể ăn được ăn dần được Truy Mệnh không. Truy Mệnh dường như cũng khung nhà hay sao ấy. Vâng, đây là bãi ăn hoang đến từ game thủ Truy Mệnh. Và bãi vàng của game thủ Truy Mệnh thì vẫn đang hở. Hoàn toàn có thể chơi trong tình huống này. Và ok, lùi con giò, em kích chuột nhầm rồi. Không sao cả, đây một trận đấu mà game thủ màu 2 vẫn sẽ fit dần thôi. Vâng, lên chém 4 ngay, cực kỳ hổ báo. Một tình huống lên chém 4 thẳng đấy là game thủ không được khóc. Các bạn nên nhớ rằng với một con lạc đà chém 4 đánh nhau với cả không giáp đánh đâu đánh nhau, còn một con lạc đà không giáp đầy đủ hình như là lạc đà không giáp đầy đủ vẫn thắng thì phải. Nhưng số lượng lạc đà của game thủ No.1, game thủ không được khóc đến thời điểm này là quá đông. Và Truy Mệnh sẽ fit, sẽ bay bãi vàng trong tình huống này thôi. Bây giờ thì cần phải kết hợp với quân với game thủ No.1 một tên để có thể đẩy bay được nhà của game thủ vô thường. Vâng, game thủ Truy Mệnh vẫn đang cố gắng gây áp lực lên nhà của game thủ No.1. No.1 vẫn chưa thể đi quân được trong tình huống này. Lạc đà vẫn là tương đối đông, những tưởng rằng Truy Mệnh sẽ bay. Không hề, lạc đà vẫn đang khiến cho game thủ No.1 không thể thở được. Tham Lai đang là 33/44. Vâng, nếu như thế này thì vô thường là người không bị ai động vào. Và Tham Lai chỉ còn là 17/36 thôi, các bạn thấy rằng. Vâng, thế trận mà tôi nghĩ rằng sẽ không có cửa thua. Vâng, có thể lọt được vào trong một tên hay không, chúng ta cùng chờ đợi xem. Lọt vào trong một tên đi em. Vâng, đây là một pha chém. Có chém được không? Đây là những con lạc đà chém 4 của Persian. Hôm nay thì vâng sẽ khiến cho game thủ màu 5 vô thường một pha mất tay mà thôi. Nhưng đến thời điểm này thì không được khóc sẽ không thể thi đấu được nữa. Trong khi No.1 của chúng ta vẫn đang chỉ là người vắt 3. Như vậy thì liệu rằng Truy Mệnh còn dân không nhỉ? Một trận đấu mà chúng ta tương đối là khó lường. Người dành cho game thủ No.1. Đến lần này thì Persian của game thủ không được khóc
đã không thi đấu được nữa rồi. Bây giờ thì N1 sẽ là người phải solo với cả game thủ vô thường. Mình nhớ có thể rằng chuyên mệnh vẫn còn có một vài con nông dân ở đâu đấy. Không được khóc, tham lai đang là 12. Như vậy ở cánh bên này thì game thủ không được khóc sẽ là người cân với cả game thủ chuyên mệnh thôi. Vấn đề là game thủ không được khóc chắc chắn là người nhiều lạc đà hơn so với game thủ chuyên mệnh đến tí tới hình này. Và các game thủ phía team GTV cần phải có một tên ốc quần vào nhà của game thủ vô thường. Bởi vì vô thường là người hit đi. Và nếu như mà để cho GTV có thể lên được đầu máu những trận đấu này thì dường như là cửa thắng dành cho các người phía team GTV là cực kỳ thấp, bởi vì nhà của game thủ N1 cũng không phải là một thế nhà đẹp để có thể đánh lâu dài. Bây giờ thì các thành viên bên phía team Thái Bình mới là những người đánh gãi, bởi vì đây là một thế nhà mà nó một không khỏe. Bây giờ mình tăng 2-4, lại cũng là 57/68. Tuy nhiên thì các bạn có thể nhìn thấy trên bản đồ con rằng đây là một thế nhà mà bên nhà của vô thường đẹp hơn so với nhà của game thủ nó một. Để có thể đánh lâu dài thì rõ ràng thế nhà của vô thường là đẹp hơn. Và cung R cũng là một cung R có thể nói rằng đánh lâu là tuyển hơn. Tăng cái A tinh thần cho game thủ như một trong tình huống này. Đến hôm nay các bạn có thể thấy rằng không khóc nó đang dường như là đang chui vào trên cạnh. Và không khóc ạ, tôi rất là game thủ chuyên mệnh đang chuyên mệnh đang nằm cạnh nhà của game thủ vô thường để có thể sinh sống. Và với việc rằng có bánh xe thì chuyên mệnh sẽ không là người hồi tham nhanh hơn so với game thủ không khóc đến tính thời điểm này. Bây giờ thì cả game thủ N1 cũng như là game thủ cũng khác phải tụ vào nhau, bởi vì phía bên kia người ta cũng vậy. Cả game thủ chuyên mệnh cũng như là game thủ vô thường đang tụ quân vào nhau là một và đang đứng thủ trên những con dốc, trên những ngọn đồi cao. Các game thủ phía team Thái Bình rõ ràng có lý do để có thể chơi một bài câu kéo về lâu về dài khi bên phía chúng ta là người cầm pơ và cung R là hit đi. Nhưng đó là một pha phản ứng rất tốt đến từ game thủ N1. Bông vô thường không để ý trong tình huống này. Ngon quá nhở. Và ăn hết được đạo cung R này rồi. Ông vô thường ông làm cái gì đây? Vâng, tôi vẫn không hiểu lắm tình huống này, đâu game thủ vô thường đang làm cái gì. Không hiểu rằng vô thường đã mất tay vì cái gì mà để cho game thủ N1 có thể bắt được toàn bộ số lượng cung R vừa rồi. Một tình huống mà cực kỳ nhạy cảm trong trận thi đấu này. Số lượng cung R của game thủ N1 tính đến điểm này có vẻ như là đông hơn khi mà các game thủ bên phía team khi mà game thủ vô thường vừa bị mất một quân, một tần quân to. Ồ không, đông hơn, chỉ là cân phớ. Không hiểu sao vẫn đông hơn. Bởi vì 3/116 đến từ tham lai của game thủ N1. Không hiểu sao bắt được một tên quân rất to rồi, nhưng mà số lượng cung R của game thủ vô thường hình như là vẫn còn đông hơn so với cung R của game thủ N1 thì phải.
Vâng, các cầu thủ phía team Thái Bình dường như đang muốn bắt tên quân này của cầu thủ nó 1 78 trên 128. Vâng, nhà nó 1 nhà cũng chỉ có hai cánh rừng này thôi, còn khu vực này là khu vực tương đối trống. Vâng, đây sẽ là một tờ nốt quân tập thể của thành viên phía team Thái Bình vào trong nhà A của cầu thủ nó 1. Nó 1 đang mang toàn bộ số lượng cung đường mình đỡ nha. Vâng, lạc đà của cầu thủ không được khóc đang sang đỡ. Đây là một tuần hoàn toàn có thể đỡ được thôi. Nếu như đánh tốt thì hoàn toàn có thể đỡ được không? Cũng ngờ Hitty chắc đến hiện này đã có đầu máu rồi. Vâng, cũng ngờ Hitty các bạn thấy rằng nó có đầu máu nó khác biệt như thế nào. Số lượng cũng ngờ là tương đương. Tuy nhiên thay rằng vẫn có thể đỡ được. Tuy nhiên rằng sẽ hết toàn bộ số lượng cung đường để có thể về nhà. Cầu thường đó để bật chế độ enemy. Nhưng bây giờ sẽ là một cuộc tấn quân tiếp theo dồn lên dành cho game thủ vô thường trong tình huống này. Có nhiều quân không? Vâng, tương đối là nhiều quân. Hiện tại số lượng cung đường của game thủ vô thường đang đông hơn. Vâng, 62 trên 132 đã bị ốp a. Một trận đấu một kích chấm chín của cầu thủ không được khóc, nhưng đây một trận đấu mà chém không thực sự hiệu quả dành cho em trong trận đấu cuối cùng này. Vâng, tỷ số rất là 3-2 nhưng với các thành viên của phía team Thái Bình, một trận đấu mà không thể tin nổi. Vâng, trận đấu mà có lẽ rằng khóc sẽ cần phải xem lại rất nhiều, thấy phải rất nhiều để có thể hoàn thiện mình hơn trong những trận đấu tiếp theo. Trận đấu này một trận đấu mà đã thua. Vâng, như vậy là trận đấu cuối cùng tỷ số là 4-1 VC nhưng về các thành viên bên phía team Thái Bình. Trận đấu đó cũng đã kết thúc buổi thời sự trực tiếp của Game TV trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi thời sự trực tiếp lần sau. Bây giờ thì các bạn đừng đi đâu hết, hãy tiếp tục đến với màn hình máy của Game TV để chúng ta đến với kèo đấu cực kỳ hot trong buổi tối ngày hôm nay, đó là kèo đấu giữa chim trẻ đi nắng đối đầu với cả chiến tướng.